Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 đô token Bond đến từ sàn Onyx Swap nha bạn. Thì sàn này sắp sửa ra mắt vào tháng 9 tới các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn cần thì các bạn click vào link mô tả dưới video mở link phong các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nè. Sorry các bạn, nhiệm vụ đầu tiên follow Twitter chứ. Trên Twitter nè các bạn theo dõi nè. Giá này làm về NFT nữa nè các bạn. Các bạn like nè. Các bạn chấp nhận cho biết được game tác hai người bạn nha bạn. Các bạn dán vào nè. Tweet đây nè. Sau đó thì các bạn tiếp theo thì các bạn join kênh group nè. Rồi sau đó các bạn bắt đáp nè. Join tiếp kênh seller nè. Rồi sau đó các bạn bắt đáp lên nè, bạn follow Instagram nè. Trên Instagram nè, bạn theo dõi người ta các bạn. Rồi sau đó bạn bắt đáp lên phong lên nè. Rồi dòng đầu tiên bạn khai báo địa chỉ email của các bạn vào nè. Dòng thứ hai thì các bạn điền là username tại Twitter thì các bạn đã follow dán nè. À, còn win V nè nó chính. Dòng thứ ba thì các bạn submit link retweet nè. Rồi các bạn nhấp vào một hồ sơ, nhấp vào ba dấu gạch cùng nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè, các bạn sao chép liên kết cái bài các bạn đã tweet nè. Các bạn nhấn vào đây. Tiếp tục các bạn điền là username Telegram thì các bạn mở Telegram tất cả bằng ra nè. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng nè, các bạn vào setting nè, copy username mình vô này nè, là cộng anh 4 số 3. Một hai ba bốn. Tiếp tục các bạn điền lũ xe nem Instagram nè. Thì các bạn nhập vào Instagram nè. Trên Instagram các bạn nhập vào avatar của mình nha các bạn. Các bạn copy lũ xe nem bên chỗ này nè. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn bắt đắp đây nè. Các bạn dán vào đây nè các bạn. Các bạn thêm vào cộng đầu tiên các bạn. Rồi sau đó các bạn dùng địa chỉ với BNB Smartchain Bet20 trên YouTube Collect của các bạn nha các bạn. Bạn sao chép địa chỉ ví nè. Các bạn dán vào đây nè. Câu hỏi thì nó nói Binance Fluency. Nó hỏi các mã thông báo của hệ sinh thái Binance Fluency là gì. Thì các bạn chọn đáp án A giúp mình nha các bạn. Rồi câu đây thì nó hỏi hãy cho chúng tôi biết tại sao bạn hào hứng với game Binance NFT số trang trại. Thì các bạn cái câu này câu hỏi các bạn có hào hứng gì thì bạn ghi bằng cái này, câu này không cần chính xác lắm, không bắt buộc. Rồi mình dán vào đây, sau đó các bạn chọn lại tiếng Anh nha các bạn. Rồi tất cả bông cả là xong nha các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 đô token Bond. Vậy đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.